Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay rãnh áp thấp có xu hướng suy yếu, vì thế những cơn mưa rông ở miền Bắc sẽ giảm nhanh. Bắc Bộ trở lại với thời tiết tạnh giáo, có nắng từ sớm. Nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức từ 33 tới 35 độ, trời oi bức về trưa và chiều. Tuy nhiên theo dự báo xa, từ khoảng đêm ngày 4 tháng 8, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía tây và gây ra vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ, sẽ khiến cho Bắc Bộ bước vào một đợt mưa rông trên diện rộng, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 8 tháng 8, trước khi một cơn bão có khả năng hình thành trên Biển Đông và tiến về Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khiến cho mưa lớn ở miền Bắc có thể diễn ra phức tạp hơn nữa. Thông tin cụ thể về cơn bão này sẽ được chúng tôi cập nhật ở cuối bản tin. Còn với các tỉnh thành phố miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong ngày hôm nay, do trời có nắng sớm với cường độ mạnh nên nhiệt độ vẫn giữ ở mức cao từ 31 tới 34 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây, nhiệt độ ban trưa có thể sấp xỉ 35 độ. Đến chiều tối, mưa dông chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Trong khi đó, tại khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận lại chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam, nên mưa dông vẫn duy trì ở mức rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Thời gian mưa dông tập trung chỉ nhiều về chiều và tối. Trong ngày trời nắng ráo, nền nhiệt cao nhất cũng duy trì trong khoảng từ 31 tới 34 độ. Gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ mạnh, vì thế ở Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông xuất hiện sớm và duy trì đến tối muộn. Dự báo ngày từ sáng và trưa nay, một số nơi ở Tây Nam Bộ đã có mưa rào và dông. Đến trưa và đầu giờ chiều, vùng mưa mở rộng ra toàn khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên với điểm mưa vừa mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 cho tới 50 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa xuất hiện sớm làm cho nền nhiệt độ ban ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều duy trì ở mức tương đối mát mẻ, ở ngưỡng nhiệt từ 34 độ đối với Nam Bộ và chỉ từ 28 tới 31 độ tại Tây Nguyên. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tiếp theo sau đây sẽ là bản tin cảnh báo bão sớm. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng ngày 6 tháng 8, trên Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp. Theo Trung tâm Khí tượng Hạn vừa châu Âu, đến 0 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp sẽ ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông. Trong 24 giờ sau đó, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 0 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trong 24 tới 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, vượt qua đảo Hải Nam và có thể di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, rồi gây ra ảnh hưởng tới đất liền tới nước ta. Tuy nhiên, trên đây do thời gian dự báo còn khá xa, nên diễn biến của bão có thể sẽ còn thay đổi nhiều. Vì vậy, bà con cần chủ động theo dõi thông tin về bão cho các bản tin tiếp theo của kênh.